Sỏi đường tiết niệu có thể diễn tiến dữ dội hoặc âm thầm. Một số người bệnh phát hiện sỏi tình cờ nhờ chụp phim, siêu âm ổ bụng. Số khác phát hiện qua các biểu hiện lâm sàng. Triệu chứng của sỏi đường tiết niệu khá phong phú, hay gặp nhất là đau thắt lưng, tiểu buốt, có khi đau dữ dội kèm theo sốt. Bệnh nhân Nguyễn Văn Uyên ở xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam là một trong số những bệnh nhân được phát hiện sỏi thận qua thăm khám sức khỏe. Trước đó, bệnh nhân này xuất hiện triệu chứng đau lưng và tiểu ra máu. Sau đó, bệnh nhân được chỉ định tán sỏi ngoài cơ thể. Chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ bệnh nhân này ngay sau khi tán sỏi. Sức khỏe của anh tiến triển khá tốt. Sau khi tán sỏi xong thì em cũng thấy sức khỏe em cũng thấy khỏe hơn, cũng thấy ít mệt hơn, tiểu cũng đỡ bút hơn. Thời gian điều trị nằm viện thì ngắn hơn so với phương pháp mổ hở. Chi phí em tham khảo thì có sỏi cơ thể thì ít chi phí điều trị hơn phương pháp mổ hở. Không chỉ bệnh nhân Uyên mà rất nhiều bệnh nhân khác được điều trị tại Bệnh viện Hoàng Mỹ Đà Nẵng trong thời gian qua đều cho biết. Việc họ được áp dụng phương pháp điều trị này cho thấy khi phẫu thuật ít đau, thời gian phục hồi bệnh rất nhanh. Về nguyên lý, tán sỏi ngoài cơ thể là sử dụng thiết bị tạo sóng xung kích, tập trung vào viên sỏi và phá hủy viên sỏi này thành nhiều mảnh nhỏ. Các mảnh vụn của sỏi sau đó được đào thải qua đường tiểu. Về cái chỉ định tán sỏi ngoài cơ thể thì sỏi người ta sẽ tán những sỏi thận có kích thước là dưới 25mm, sỏi tái phát hoặc là sỏi niệu quản bụng ba trên hoặc là những vấn đề sót sỏi sau phẫu thuật thì người ta sẽ thực hiện phương án này. Còn về cái chống chỉ định của cái tán sỏi ngoài cơ thể thì đầu tiên phải là cái nhiễm trùng đường tiểu. Nhiễm trùng đường tiểu là chỉ định chống chỉ định tuyệt đối. Bệnh rối loạn về đông máu, rồi bế tắc phía dưới cái viên sỏi mình cần tán. Ví dụ như hẹp hoặc là có sỏi phía dưới là mình không tán được. Vì sau khi tán xong thì sỏi không có đường ra. Những cái bệnh lý nội khoa kèm theo như là bệnh về về cuộc sống cũng chống chỉ định, béo phì, rồi bệnh phình động mạch chủ. Đó là những cái chống chỉ định của phương pháp tán sỏi ngoài cơ thể. Tại Bệnh viện Hoàng Mỹ Đà Nẵng, việc chăm sóc sau phẫu thuật, thủ thuật được triển khai theo quy trình toàn diện nhằm mục đích nhanh chóng phục hồi sức khỏe cho người bệnh, nâng cao chất lượng điều trị, giảm thiểu tối đa thời gian nằm viện. Bệnh nhân sau tán sỏi ngoài cơ thể được chuyển về khoa nội trú. Thông thường bệnh nhân xuất hiện tán sỏi ngoài cơ thể được xuất viện sau 2 ngày điều trị. Sau khi mà bệnh nhân thực hiện cái thủ thuật tán sỏi ngoài cơ thể, các triệu chứng mà thường xảy ra nhất là đái máu và tiểu buốt. Nên nếu có những cái bất thường, ví dụ như mà tiểu máu đỏ tươi thì phải báo ngay cho bác sĩ để có mà xử lý kịp thời. Còn sau khi bệnh nhân xuất viện về thì theo dõi, thứ nhất là có sốt hay không, thứ hai là có đau cái vùng mà bên tán sỏi nhiều hay không. Nếu có trở ngại cứ liên hệ trực tiếp với bác sĩ để có hướng giải quyết kịp thời. Hiện nay tán sỏi ngoài cơ thể là một phương pháp điều trị ngoại khoa ít xâm lấn điều trị sỏi tiết niệu. Khoa ngoại tiết niệu Bệnh viện Hoàng Mỹ Đà Nẵng đã trang bị máy tán sỏi ngoài cơ thể thế hệ mới nhất của Hàn Quốc với ekip thủ thuật có trình độ chuyên môn cao, theo dõi sát sao quá trình tán sỏi bằng monitor nhằm đem lại sự an toàn cho người bệnh trong quá trình điều trị. Mặc dù chưa có nghiên cứu chứng minh rõ ràng, nhưng các chuyên gia cũng đã đúc kết được một số nguy cơ có thể gây nên sỏi đường tiết niệu. Đối với bệnh nhân đã từng phẫu thuật tán sỏi ngoài cơ thể, cần đặc biệt lưu ý chế độ ăn và uống đầy đủ nước 2 lít một ngày, không nên nhịn tiểu để tránh trường hợp bệnh tái phát.